Xin chào mọi người. Cách đây khá là lâu rồi mình có viết một bài viết liên quan tới cái game Hiệp Khách Chạy Đi. Ở trong bài viết đó mình nhớ mình có nhắc tới một chuyện, đó là chỉ nên tiêu lá. Đây, tiêu lá. Vào những cái đợt có event 7 ngày để lấy trứng thần thú. Đây, trứng thần thú. Bạn chơi hệ gì thì bạn dùng, bạn mới mua trứng thần thú hệ đó. Kèm theo cái điều kiện event 7 ngày á, đó là sự kiện tiêu phí. Sự kiện hội pháo hoa. Hội pháo hoa đó là phải có nhân đăng. Thì ở cái thời điểm mình viết cái bài viết đó là mình nhớ là khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2024. Mà thời điểm mình làm cái video này hình như là nó là tháng 9. Có nghĩa là gần tháng 5, tháng 9 là khoảng 4 tháng. Có nghĩa là phải sau 4 tháng thì cái event sự kiện này nó mới quay lại. Đó. Thì theo quan điểm của mình thì bạn tiêu ở cái lá ở cái sự kiện này là hay nhất, tại vì bạn sẽ vừa có nhân đăng, đây vừa có nhân đăng, vừa có trứng thần thú. Mình nói thật, cái sự kiện mà trứng thần thú hệ quạt mà đi kèm với nhân đăng nó hiếm cực kỳ. Từ lúc mình chơi cái game này đến giờ là mình chỉ gặp hai lần. Một lần đầu tiên là mình, cái lần đầu tiên là mình gặp là lần đầu tiên ha, còn lần thứ hai nè, đó chỉ gặp hai lần thôi. Thì tình cờ sao mà đợt này mình cũng đang còn có 10 ngàn lá, thế nên mình nghĩ là mình sẽ đủ trứng thần thú. Tại vì mình mới kiểm tra lại xong. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Trung bình một ngày chúng ta sẽ nè, bây giờ vào sáng sáng nay, bây giờ là khoảng 8 giờ sáng ha. Thì mình vừa mới đi du lịch. Đây, du lịch đây. Mình du lịch cho anh mát 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 nguyên liệu của sự kiện luôn. Thì mình được 464 cái một cái item ra nhiều. Đây, 464. Và cái item ra ít thì mình được 86. Mỗi event nó sẽ đổi tên ha, nên mình sẽ dùng từ là nguyên liệu ít và nguyên liệu nhiều, chứ mình không đặt tên của cái sản phẩm của cái này, tại vì mỗi mỗi event nó đổi tên một kiểu thôi. Đó, thì đúng là trứng thì chúng ta sẽ cần 5.000 cái nguyên liệu nhiều và 1.000 nguyên liệu ít. 5.000 nguyên liệu nhiều thì cái đánh cái nó đủ rồi. 1.000 nguyên liệu ít thì hôm bữa cái thời điểm mà mình viết cái bài viết đó thì mình có tính toán á, là ngày 1 mình tiêu 4.000 lá, ngày 2 mình tiêu 4.000 lá, ngày 3 mình tiêu 1.000 lá, mỗi ngày còn lại mỗi ngày mình sẽ tiêu 30 lá để mua cho một lần bánh bao. Mình nhớ mình tính như vậy là nó sẽ vừa đủ, với điều kiện là bạn có, trong trường hợp bạn có thích bánh bao thì không cần phải tiêu thêm nữa ha. Nhưng mà nếu mà bạn không thích bánh bao thì có thể cần phải mua một hai lần bánh bao gì đó ở mỗi ngày gì đó. Cái đó thì trường hợp đó mình tính song sanh thôi. Mình nghĩ nên nói chung là ít nhất thì mình sẽ cần 9.000 lá là đủ, mà bây giờ mình đã có hơn 10.000 nên mình nghĩ là chắc là sẽ đủ đó. Nhưng mà vấn đề của cái vấn đề tiêu lá nó gặp một vấn đề như thế này nè, đó là ở sự kiện tiêu ngày. Thì hôm nay là ngày đầu tiên ha, hôm nay là ngày đầu tiên nè. Chờ xíu mình sẽ mở ra cho bạn coi cái sự kiện đang là 6 ngày 15 giờ phải không? Đó thì có nghĩa là hôm nay là ngày đầu tiên của chu kỳ 7 ngày. Thì ở cái event tiêu ngày nó không có cái gì đặc biệt cả, những cái phần thưởng nó bình thường. Event tiêu ngày và event sự kiện này nè nó bình thường lắm, nó không có cái gì đáng để mà bạn tiêu ha. Đây. Nè. Bạn có tiêu 10 ngày lá hay không có không đáng cả. Nhưng mà mình nhớ ở cái ngày thứ hai á. Đây, ở ngày 2 phần tiêu ngày của sự kiện 7 ngày. Ở cái mốc 10.000, đây cái mốc này. Thì ví dụ như hôm nay là ngày đầu tiên nó sẽ được cái đá cấp 5 ha. Thì mình nhớ là cái ngày 2 được đá cấp 6 á. Không nhớ chính xác lắm, nhưng mà cái ngày 2 là cái ngày có món đồ ở mốc 10.000 ngon ngon nhất. Đó. Thì trong trường hợp bạn mà có nhiều lá thì bạn sẽ tiêu vào ngày 2. Nhưng mà tiêu ngày tiêu tiêu 10.000 lá một lúc á thì mình sẽ được khoảng chừng 450 nguyên liệu ít. Đây. Cái phần này nè, cái nguyên liệu ít này là mình sẽ được 450. Với mỗi ngày mình sẽ có thêm 80 đến 70 cái nguyên liệu ít nữa. Thì là vừa đủ, cũng đủ. Nhưng mà tiêu bốc 10.000 như vậy thì mình thấy nó, bạn sẽ lỗ được 1.000 lá đó. Trong khi bạn tiêu lá bình thường chỉ có ngày 1 4.000, ngày 2 4.000, ngày 3 1.000 là hết có 9.000 lá thôi. Còn và bạn cũng được trứng rồi. Bây giờ bạn tiêu 10.000 bạn mới được trứng thì nó lỗ ra 1.000, nhưng mà bạn sẽ được một cục đá nó xịn á. Mình nhớ là cái sự kiện nó cái cục đá nó xịn lắm. Nhưng mà thôi, nói chung là mình ít tiền, mình ít lá, cho nên mình sẽ tiêu vào ngày 1 4.000.
đúng cái mốc mà mình ở cái bài viết đó mình viết ha. Mình sẽ đặt cái hình chi tiết tiêu từng ngày như thế nào là ở cái BI luôn, để mà tại vì mình thấy mình nói hơi khó hiểu, tại vì nếu mà bạn có cái hình thì bạn dễ hình dung hơn, là ngày một nên tiêu cái gì mua cái gì, ngày hai tiêu cái gì mua cái gì chẳng hạn, đó nó dễ hơn. Thì tiêu thì bạn, lý do mà mình chọn tiêu 3 ngày đầu tiên đó là tại vì nó có sự kiện hội pháo hoa này, sự kiện đốt pháo, nên mình mới tiêu lá vào ba ngày đầu đó. Chứ nếu nó không có sự kiện đốt pháo thì mình cũng không tiêu. Sự kiện đốt pháo thì ở một cái tài khoản phụ của mình á, mình đã từng thử rồi, thì đốt khoảng chờ xíu mình nhớ coi, hình như là lần đầu tiên mình đốt á 220 á là sẽ mở được lần đầu tiên đó. Còn lần 2, lần 3 thì nó sẽ tùy hên xui. Nhưng mà lần đầu tiên thì chờ xíu mình xem là cái clip đó mình có quay á. Thôi nhưng mà nói chung là khoảng chừng 220 đến 260 cho lần đầu tiên. Rồi hôm nay là ngày đầu tiên thì mình sẽ tiêu 4.000 lá. Chờ xíu mình sẽ xem cho mọi người xem coi mình tiêu hết bao nhiêu rồi. Chưa, hiện tại là đang chưa tiêu đồng nào ha. Rồi bây giờ tôi sẽ tiêu 4.000 lá vào sự kiện hội pháo hoa. Tôi sẽ mua cho đủ 4.000 lá. Ây da, mua một phát là hết 3.200 lá rồi. Phải ca trưởng. Chờ xíu, tính toán sao cho nó phù hợp nha. Tiêu 4.000 lá thôi, không nên tiêu lố. Rồi 3.200 rồi nè, bây giờ tiêu thêm 800 nữa. 800. Hay quá. Cái sự kiện tiếp theo nó vừa đủ 800 luôn nè. 50 cái pháo hoa. Rồi ok, tôi sẽ mua 50 cái pháo hoa nữa. Rồi, đúng theo kế hoạch thì tôi sẽ có thằng Nhân Đăng ở cái mốc khoảng chừng. Bây giờ tôi đang nè, pháo hoa bạn thấy không? Đây nó đang có 250 nè. Mà sáng giờ mình nhớ mình cũng quay phi được một ít á, nên mình nghĩ bây giờ mình sẽ không cần tới 250 đâu. Nhưng mà mình sẽ quay thử xem bao nhiêu lần nhá. Sự kiện pháo hoa này nó không được ngon lắm á, nó thiếu mấy cái nguyên liệu để mà nâng cấp mấy cái pháp bảo á, hơi tiếc xíu. Nhưng mà thôi, đối với nhân cày chay, ui da, chờ xíu, mình thấy còn có 80 pháo mà nó vẫn chưa ra nhân đăng. Ok, 50 nè, 40 nè, ui, ấn nhầm rồi. Ra nhân đăng rồi nè, 20 lần. Là mình quay liên tục là mình mua 250, mình quay liên tục 230 là ra, thấy không? Nè, nhân đăng nè. Đó, rồi ok, tôi sẽ quay nốt cho nó hết ngày. Rồi, xong. Nhân đăng thì theo mình là ngon ha, không bàn nữa ha. Cái trụ băng này thật ra nó rất là ngon. Đây, cái trụ này nè. Cái trụ này ngày xưa là mình không khuyến khích ai mua, tại vì bạn thấy không nè, má cái trụ này quay một lần được có cái trụ à, sao chơi. Nhưng mà sau khi mà mình chơi trụ á thì mình thấy trụ đỏ chơi được. Bạn có thể nhìn vào vấn đề ở đây nè, cái phần trụ á, đây trụ đỏ, khi mà bạn cải tạo một cái trụ đỏ nó maximum 10 sao nè, bạn thấy cái trụ đỏ của mình không nè, khi mà bạn đủ maximum 10 sao á thì cái mảnh của trụ đây nó sẽ tự động đổi sang cái cờ đó. Thế nên bạn có thể mua trụ băng được, tại vì cái trụ đỏ của mình nó sắp đầy rồi. Cái trụ đỏ của mình mà khi nó đầy nè, trụ đỏ mặc định bạn cứ quay ra trụ đỏ ha, ở trong thành cơ ha, nó sẽ ra cái trụ này. Mà cái trụ này khi nó lên 10 sao á
Đây. Thì nó không ra, nó sẽ quy đổi cái này nè. Nó sẽ quy đổi sang cái bản vẽ đỏ. Đó, cái bản vẽ đỏ này thì có thể tăng được cho tất cả những cái trụ đỏ. Đó. Thế nên ngày đầu tiên thì mình lấy nhân tăng ha. Ngày thứ hai mình cũng tiêu 4.000 lá thì mình sẽ lấy cái trụ này. Đây, đó. Là vừa đủ. Mình nhớ không chính xác lắm, nhưng mà mình nhớ hình như lần thứ hai, cái đợt trước mình quay lần thứ hai hình như là mình quay 3.000 200 hay là 250 hay là 300 lần gì đó nữa thì nó ra cái trụ hai. Nhưng mà nói chung 10.000 lá thì mình nghĩ ít tối thiểu cũng được hai món. Đó thì bạn sẽ lấy nhân đăng là một ha, và cái trụ đỏ này là hai. là vừa đẹp. Theo mình là vừa đẹp về vấn đề trụ. Đó, mình sẽ có một trụ đỏ, một môn khách đỏ. Tại event này theo mình là rất là tốt. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ có được con trứng thần thú nếu mà tính toán không bị sai. Còn tính toán sai là ăn chưa hết. Bánh bao. Chà, khoan nào, từ mình tính coi cái bánh bao này, không biết mình không nhận bây giờ 6 ngày hết bánh bao của mình nhận nó có được không? Mình đang tính như vậy mà không biết, chắc không được đâu. Yeah, tại vì cái bánh bao của mình nó không đủ nè, mà thấy không, bánh bao của mình được có 300 mấy chục à. Là khoảng ngày 3 là mình sẽ bị thiếu, đến ngày 3 là mình mới hết bánh bao. Đó, mình tính để cái tiêu ngày này nè, ngày đó nhận và không được, tại vì mỗi ngày nó sẽ ra một cái, chắc không được đâu. Thôi nhận luôn đi. Rồi. Mình vừa tiêu 4.000 lá, bây giờ mình vào sự kiện mà lấy tiếp. Và lấy hết các giải thưởng luôn. Ui, một cái áo kim thiền, hai cái áo kim thiền phải cắt trưởng. Rồi chúng ta đã nhận hết các sự các gọi là gì, các ấy, thì chúng ta sẽ được lên được 286, được 200 cái nguyên là biết. Rồi Quả bấy ngày thì từ nhận ha. Nè, cái bánh bao này nè. Chờ khi nào bánh bao của mình hết thì mình ấn. Rồi, để mình xem coi. Sự kiện này còn cái gì để mà nói nữa không? À ok, tôi sẽ thử xem coi 4.000 lá tăng lên được bao nhiêu lực kiến nhá. Thằng nhân đăng này mình thích nó mà mình không quay phi ra được, không biết tại sao xui dữ vậy luôn á. Cái con cưa ma trí này nè, mình đã được tới hai con luôn, chịu nổi không? Tôi chơi phi mà tôi quay ra hai con cưa ma trí đó. Nếu mà đúng kế hoạch của mình á, là con cưa ma trí này là một con đi ha, sau đó ra một con bất kỳ nào đó là con đỏ, thì hôm nay mình có nhân đăng nữa là mình vừa đủ full 5 thằng đỏ rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ vỡ kế hoạch, bây giờ được có 4 con à. Rồi tôi sẽ thay thằng cưu ma trí này bằng thằng nhìn đăng. Rồi bây giờ thì thử xem coi tăng được bao nhiêu lực chiến nhá. Tôi sẽ đổi nó dưới này. Ây da, được cái này cũng nhiều phết á. Chờ xíu. Được 8.000. Không đáng kể lắm. 8.000 thì bằng 3 ngày, 4 ngày. Không, chắc 5 ngày á. 5 ngày bạn quay thường. Mấy cái quỷ này thì mỗi thứ chắc được khoảng chừng hơn 100 lực chiến gì đó một xíu. Nói chung cũng cảm giác không đáng kể lắm. Mình cảm giác vậy. Tiêu đốt lá phải tiêu thật nhiều thì mới đáng kể, chứ tiêu ít quá không suy nghĩ gì. Vậy là lấy một con đỏ hả? Mình được hai cái lận, lấy hai con đỏ lận. Chưa biết lấy con gì. Ồ, được thêm một món, một món đồ đồ đỏ. Quạt lông ngẫu. Ok, tôi lấy cái quạt nhé.
chờ xíu, cái video này nhìn cũng được nhưng mà thôi, cái quạt này nhìn phèn quá. Rồi ok, tôi lấy cái quạt. Rồi làm gì nữa? Mảnh tân quyển, mảnh tân quyển vàng mới ghê chứ. Hiệp phỏ rồi. Không biết là hình nào, thằng nào cũng thấy không xi nhê gì á. Lúc mà mấy cái con màu đỏ là con nó cực kỳ hiếm ra rồi, thấy con nào cũng vậy á. Thôi mình sẽ lấy ở cái map cuối cùng đi, lấy thằng Miêu Hồ Vương nhá. Đây mình sẽ lấy thằng Miêu Hồ Vương, lấy full thằng Miêu Hồ Vương luôn. Chà, đỏ chúng ta có 500 lực chiến không xin nha gì á. Rồi trận pháp tất mạnh không đủ. Ghép được cái gì thì ghép nhá. Rồi lên được khoảng hình như là 20.000 lực chiến á. Rồi bây giờ xem coi mấy cái này. Không chắc lắm, nên tăng vào thằng nào hay cái tăng đều thôi. Thôi rồi, mình sẽ tăng thằng này đi. Mỗi tháng tăng một cái. Luyện thần. Rồi, luyện thần lên nhiều phết á. Mỗi lần lên hơn 1.000. Ok, điện thần xong rồi, xem có còn cái gì tăng nữa không, hay hết rồi. 4.000 lá mà tiêu một cái vèo là hết. Long vũ. Trời, bèo dữ vậy. Ok. Hết rồi rồi. Trông có vẻ là hết rồi. Rồi, tôi vừa tiêu hết 4.000 lá thì tôi cảm giác có vẻ tăng được khoảng chừng 35.000, 45.000, 47.000, 47.000 gì đó lực chiến. À không, chưa xong, còn cái đột phá, còn cái pháo ở đây nữa. Còn cái quan tinh đài này nữa. Chắc được khoảng 50.000 là chính thiệt á. 4.000 lá tăng được 4.000 lá. Ok, tăng cho hết. Có khoảng đó. Hồi nãy mình nhớ là 5.000 năm á, bây giờ lên 10.800. Khoảng 52.000, 52.000 lực chiến. Hết rồi, anh không còn gì nữa đâu. À quên nữa, được thêm một ít đá nữa.
lên luôn nhé, tôi phẩm luôn, tôi phẩm luôn, 10.000 luôn, nhiều dữ ta. Bỏ cái lên 10.000 luôn, tẩy lên đòi lên khiếp luôn, nên được thêm 20.000 nữa, cũng được phết á, 4 ngày lá vậy cũng được, bằng ngang gần bằng ngang ngửa với một đợt hàng tuần mua hàng tuần ở sự kiện. Nói chung là hơi tiếc xíu, nếu mà cái sự kiện tiêu pháo này nè mà nó có thêm cái sản phẩm là cái cục màu tím tím để tăng cho pháp bảo á nè là ngon nhất luôn. Cái cục tím tím mà để tăng mấy cái cục này nè, tăng sao á, tăng cho mấy cái pháp bảo này nè, pháp bảo mà hạ cái này mình gọi là hạ gì ta, lâu quá không phải lâu, ngày nào mình cũng chơi, nhưng mà mấy cái hệ nguyên tố này nè, đó là nó lên mấy cái nguyên tố này mà nó tăng sức mạnh lên, bản chất lên mạnh lắm. Ngày xưa thì nó có, ngày xưa đốt pháo thì nó có, bây giờ nó hết rồi, chịu thôi ha, tại vì ngày đó mình không có tiền, tức là mình tiêu hoang nhiều quá rồi, nên khá lực chiến rồi đó. Ok, kế hoạch ngày 1 là như vậy, đã xong ha. Ngày 2 thì như hồi nãy mình nói đó, chúng ta sẽ đổi sang cục này. Đó, ngày 2 là chúng ta sẽ đổi cục này. Lấy cục này xong cũng được, lấy cục này xong rồi thay cho mấy cái trụ ghẻ. Mình đã xài trụ tím mà thấy chưa? Lấy trụ này xong tôi sẽ thay cho cái trụ trụ này, nhìn nó đã tẩm. Quánh tới 6 triệu lực chiến là 4 năm tháng, coi bao nhiêu ngày, để chơi bao nhiêu ngày rồi, chơi 235 ngày, 6 3 18 7 3 21 8 3 24, trời mình chơi gần 8 tháng cái con này rồi đó, gần 8 tháng luôn rồi nha, nè thấy ngày không, gần 8 tháng rồi mà vẫn xài trụ tím nha. nhìn phèn quá trời xíu, tôi thấy cái thành cơ này tôi chịu hết nổi, tôi cho tôi đổi nó ra luôn, nhìn tổng á, đổi lấy cái trụ băng gì đó đi tôi đỡ phèn, nó nhìn phèn dã man luôn nè, trụ băng long nè, đổi sang thì tôi đỡ phèn, mặc dù cái nọ tinh thần của mình là mát rồi nên nó được 600 sát thương rồi, thấy không đó, 2 giây bắn được 600 sát thương, chứ cái trụ băng này nè nhìn vậy thôi nhìn nó là vàng ha, nhưng mà nó được có 200+ sát thương, thấy không đó, làm đàn có là gọi làm chậm nó có xíu à. Không thấy đáng kể lắm, lý do là mình cứ phải đổi sang cái trụ này là vậy đó. Có khi xài cái băng tiền tháp này còn hay hơn á. Nghĩ lại mình cứ nén đạo thực hành đi, nghe nói sao nói nhìn 600 sát thương nó vẫn có cái cảm giác gì đó là mạnh hơn đúng không. Xem lại một xíu. Mà vấn đề là 2 giây nó bắn một lần nha. Đó. Nói chung mình vẫn cảm giác nó xài được, không có tệ đâu. Tại vì nó mát sao á. Nghe trụ hỏa long của mình cũng sắp mát rồi nè. Trụ hỏa long mát là mình sẽ đổi, lúc mà ra trụ vàng á, mình sẽ đổi sang cái cục này. Đó. Đổi sang là hỏa tiễn hoặc là một cái trụ băng. Đổi sang trụ băng. Lúc đấy thì trụ băng của mình nó sẽ có cơ hội là được maximum, là vừa đẹp. Nói chung sẽ 2 trụ đỏ, 2 trụ vàng là theo mình cũng đủ xài rồi, cơ bản là trụ cũng không đáng kể ha. Môn khách để xem coi, 3 thằng á, mình nhìn thằng Dương Tư Quá này mình vẫn có cảm giác là nó phèn thiệt sự luôn, mà mình không có con gì để thay á, tại vì môn khách của mình nó ghẻ quá mà nè, thay đứa nào mà cũng ghẻ, không có thay ai. Môn khách vàng thì mình chỉ thấy được thằng vô danh là ngon nè, thằng Trương Thanh Sơn cũng được, Trương Thanh cũng được, sao thế nó mặc nè, quánh thấy nó hiệu quả. Còn thằng này thì nó lại không phải ở vấn đề là đam hay gì, mà nó ở vấn đề là nè, mình thấy không, hiểu phụ. Còn thằng này mình hay gọi nó là Dương Quá, nhưng mà biết sao ở đây nó đổi tên thành Dương Lập Tâm nè, cái giảm 5% giảm sát thương của mục tiêu nè, đó nó mạnh ở những cái hiệu ứng phụ này, nhưng mà mình lý do là mình để lại thôi, chứ mình thấy nó quấn kỳ lắm. Đó, tôi sẽ thử đi một trận
Phi Hoa Lĩnh. Wow. Chờ xíu, lấy ít lá xài. Tôi sẽ đi một trận Phi Hoa Lĩnh. Xem coi không, cũng không đáng kể lắm, là được tí. Tôi sẽ thử đi một trận thử thằng môn khách mới nhé. Ok, tôi đổi lại con này. Rồi, chúng ta sẽ đi một trận phó bản, xem coi có đi được không. Mới vào nó cho kêu là thấy mẹ nhìn thấy nản đời rồi, thấy không? Kêu của nó cho như là muốn, nó muốn không, nó không muốn cho tôi qua rồi đó. Cái chay thì mình nghĩ là cứ có được khoảng cái đao phá bạo bảy màu á, cái đao đồ lông đao với lại kiếm thiên địa là đủ. Nhưng mà kiếm thiên địa thì mình chỉ thấy đúng khoảng một người, mình không chắc là không phải nhầm sau đây, chờ xíu thử coi. Wow, quá ơi, anh đi quên bốn lớp tên rồi. Anh nhìn đang ánh quạt trào phát mình quá chết hết. Đúng là bố luôn. Là phát nữa coi. Cái chiêu này nó chỉ đánh hợp với mấy cái con quái con thôi. Đánh một con boss nó cũng phải 2 hit nó mới chết. Tôi thấy thua đó. Tôi nhìn cái kill này là tôi thấy không qua được cái map này rồi đó. Nghĩ làm sao mà nó ra toàn mấy cái kill gì đâu không à. Ồ, lại ra như đang tiếp. Cái map này thì map 19.5 này thì mình thấy nó không hẳn là khó. Theo mình là nghĩ là nó bình thường à. So với những cái map trước đây mình từng đi thì map 19.5 này nó không có khó. Mà vấn đề là cái con boss á, hai con boss cuối á, nó giống như là nó bị điên á, nó không có vào đam, đánh không có vào đam. Mình đánh vào nó thì nó không vào đam nha. Mà nó đánh vào mình thì thấm trời ơi, thấm trời đất luôn. Nó đánh vào mình thì máu mình bật hóa thanh lên và mình tụt đùng. Trong khi mình đánh nó thì tụt có tí, trong khi nó đánh mình thì nó mình tụt như một thằng đàn luôn. Mình đã từng đi ở cái lực chiến khoảng hơn 6 triệu, khoảng dưới 6 triệu nha, thời điểm mà mình dưới 6 triệu á. Có một trận mà mình lên được full kill, full dam, full tất cả những cái thứ mà có thể lên luôn á. Kill đẹp. Rồi lên được maximum 4 kill bị động luôn. Thì trận đó mình bắn hai con boss còn được khoảng chừng hai vạch máu nha. Đó. Thì mình nghĩ nếu mà khoảng 6.2 triệu là chắc qua được. 6.2 triệu là thừa, là thừa để qua được cái map này. Có khả năng là khi mình được thành thú với lại mình được chủ đỏ nữa đó, mình tiêu thêm tiêu thêm 6.000 lá nữa. À quên, 5.000 lá nữa. Thì chắc là mình cũng gần 6.2 triệu rồi đó. Mai là thứ hai nè. Thì bạn mở cái hàng tuần nữa là bỏ thêm 30-50 ngàn lực chiến nữa là chắc vừa đủ 6.2 triệu đó. Thì mình nghĩ là chắc qua được. Với điều kiện là kêu đẹp nha, kêu maximum hết tất cả mọi thứ.
phải ra đầy đủ hết các chiêu thì nó mới đủ đam để nó đánh mà con hai con đó, má ơi, tụi nó trầu. Sáu triệu rưỡi thì mình nghĩ chắc ba cái map này nhàn. Sáu triệu rưỡi chắc ba nhàn. Tại thời điểm mình chưa được 6 triệu mình đã gần qua luôn mà. Tức là chỉ thôi còn xíu rồi đó. Cái thằng quỷ này nó lùa ghê thiệt. Nè, lúc mà có thú triều ha, bạn sẽ thả một cục lửa ra, ok. Sau đó chúng ta sẽ thả một thằng đệ của chúng ta ra. Sau đó chúng ta đứng với thằng đệ. Đó. Ây da, này kêu xấu quá, kêu xấu quá nên hơi phèn. Đó, lúc mà bạn thấy có cái con mà nó bắn vào người bạn á, bạn sẽ thêm thi lý băng phong. Rồi, ây da, ây da, tôi sẽ thả thêm thằng, ui, trên tâm phong. Lúc khoảng phút thứ 5 á thì là sẽ hết cái đợt thú triều này. Mọi khi thì mình hay dùng cái chiêu nè, cái chiêu mình nè, cái chiêu thân tâm thành công mình nè. Mà hôm nay nó không ra chiêu khỉ gì hết, nó ra cho mình được mỗi cái nhất đơn chỉ với lại cái bào vũ tạm tạm ha, xài tạm thử có đánh được không. Mình nghĩ là không đủ đam. Là trước mình phải có 3 chiêu tấn công á thì mới đánh vào đam được bọn hai con boss đó. Kèm theo là bạn phải tăng maximum cái kim trung chảo á thì mới đủ gọi là phòng thủ để mà bạn thủ, không là không chịu nổi đâu. Mấy con boss đó nó đánh máu tụt mà không kịp thở luôn mà. Hôm nay không phải là để qua bàn ha, hôm nay là mình để mình test thử thằng muốn khách là chính thôi. Nè, lúc mà nó hiện tượng tự lên tấn công, mình chỉ mũi tên lên, thả muốn khách. Rồi, xoay lần đầu thì cả đó ha. Rồi, khi nó xoay lần 2 thì mình nói, rồi mình tiếp tục chờ. Nó xoay một lần thứ 2, thì mình chạy vào góc, đó. Chạy thẳng vào góc, sau đó bắn xuống. Bắn tiếp. Chết tôi rồi. Ok, bạn thiếu hôm nay hơi thiếu kill ha. Còn nếu mà đánh đúng bài bản như vậy đó, mà lúc mà mình full được mấy cái chiêu tấn công á thì mình sẽ qua được con boss 1 mà mình không tốn 100 máu luôn á. Ok, nhưng mà trận demo cho mọi người xem nó hơi thảm. Rồi. Ok. Câu chuyện nó chỉ vậy thôi ha. Đây là lý do mình quay cái clip, tại vì cái bài viết mình viết cách đây 4 tháng rồi, 4-5 tháng á, mà hôm nay mình mới có đủ điều kiện để mà mình chứng thực cái bài viết đó. Tại vì cái thời điểm mình viết, mình cũng chỉ viết là tính toán theo lý thuyết nè, tức là khi mà sự kiện có trứng thần thú cùng hạ là hệ quạt từ bên trên quạt, mà mình nghĩ phần lớn phải đến 90% người chơi trong game là đều được trên quạt đó. Quạt với lại thằng môn khách này là hai thằng này. Riêng môn khách và trứng mà nó cùng ra một sự kiện là 4 tháng nó mới gặp một lần đó. Là riêng cái bộ này thôi là đã phải đáng đem mình là làm clip nói rồi, đúng không? Đó. Mình sẽ up cái clip lên sớm, hy vọng là bà con nào đó có tiền thì chơi luôn. Nhưng mà mình nghĩ anh em nào mà đã có sẵn tiền mà gặp event là thì cứ tiêu thôi chứ, đúng không? Kể cả không có môn khách, không có nhân đăng nè. Kể cả không có nhân đăng thì mình nghĩ mọi người vẫn cứ xài, vẫn cứ tiêu à. Tại vì chờ đến cái ngày mà nó quay lại cái trứng sẽ quay, item của sự kiện 7 ngày nó sẽ quay liên tục. Hôm nay nó ra trứng ha,
quạt rồi nha, thì tôi lần sau nó sẽ ra nỏ rồi các kiểu đó, muốn quay lại phải cả tháng nữa. Thế nên ai mà đang có đủ lá để mà mua mà không mua phải chờ thêm một tháng nữa thì lâu lắm. Thế nên mọi người cũng không ai chờ nữa đâu. Nếu mà có chờ thì mình nghĩ là gom khoảng chừng 20, hơn 20 ngàn lá luôn á, để vừa lấy trứng nè, vừa lấy bảy màu, pháp bảo bảy màu á, nhưng mà pháp bảo bảy màu bây giờ nó phèn lắm rồi. Cái chay mẹ được đúng, nói chung là mình, cá nhân mình thì mình chỉ cần thứ duy nhất một, đúng một món thôi, theo mình là chánh phái của cái chay. Trình thể mình cho mọi người xem cái anh top server của server mình đây, 3-4 triệu lượt chiến rồi nè. Đối với cây chay thì thật sự mình nghĩ là mình chỉ cần một món duy nhất thôi, là cái đồ lông đao này nè đó. Một hoặc một là đồ lông đao, tại vì nó dễ ra và nó mạnh, nó mạnh ở ngay ở một sao nó đã mạnh rồi. Còn tất nhiên nếu mà bạn nào có được mà hên mà quay phi ra được cái kiếm tiền địa phong ngay này thì quá ngon rồi đó. Cây chay theo mình là chỉ cần một món thôi, một pháp bảo bảy màu là đủ rồi, không cần nhiều. Cây chay thôi chỉ cần như vậy thôi, một món pháp bảo bảy màu. Ngon nhất là kiếm thiên địa, mà cái đó nó xa vời quá nên mình không có tính. Mình chỉ tính cái thứ mà mình nghĩ là có thể lấy được là đồ lông đao thôi đó. Mình chỉ cần cái đồ lông đao đó, thêm một cái nữa là cái con cái trứng á. Đó, trứng thật ra mình không có dùng hiệu ứng của trứng của thần thú nhiều, mà mình lấy cái hồi sinh thôi đó. Mình chỉ cần cái hồi sinh. Bạn hồi sinh qua trứng ra được một lần hồi sinh, một lần hồi sinh bình thường nó được hai lần hồi sinh đó, thì bạn coi như bạn được hai lần hồi sinh rồi. Mỗi lần hồi sinh mà bạn hồi sinh khéo khéo á là bạn đỡ được, cũng tiết kiệm được nhiều thứ rồi đúng không đó. Cái chay mình chỉ cần như vậy. Còn sau này lúc mà khi mà mình nghĩ chắc mình cũng sẽ ngừng ở đây thôi, mình lấy xong cái đợt này thôi thì mình có 4 ngày mình rồi mình cứ tần tần mình chơi tiếp thôi. Thì thật ra thì cái chay mà nó cũng cứ từ từ nó lên lực chiến, rồi nó cũng từ từ nó qua map thôi nè. Trong trường hợp bạn không có bất cứ một cái gì bạn nè, mình ví dụ cái map phi hồi lĩnh mình đang chưa qua được đúng không, thì mình nghĩ là khoảng 6, nếu mà một người bình thường không có làm khỉ gì ấy, lên 6 triệu để lực chiến là cũng tự nhiên qua, tự nhiên đủ lực chiến để qua rồi đó, không cần pháp bảo khỉ gió gì hết cũng qua luôn. Chẳng hạn như vậy thì nó cứ như vậy nó chơi thôi. Có pháp bảo thì mình sẽ đi nhanh hơn thôi, nhanh hơn được một xíu, các kiểu mình chơi nó nhàn hơn, nó dễ hơn thôi. Thực ra nó cũng không giải quyết được vấn đề gì ha. Pháp bảo nó cũng không phải là cái gì đâu quá ghê gớm tới mức độ mà mà không thay thế được. Bạn hiểu kêu của con boss đó, rồi biết cách đánh các kiểu tiếp trước này nọ thì bạn cũng sẽ dễ qua hơn. Không có pháp bảo vẫn qua bình thường, còn không có gì đặc biệt cả. Chờ xíu để tôi xem còn cái gì đang ngồi phét không. Tiện thể lâu lâu mới có dịp làm clip. Đây, trứng cái con quạt là cái trứng này. Trời ơi, mình không có tiền nên mình không có bao giờ mình nhìn vào mấy cái này ha. Hôm nay mình mới bắt đầu ngồi nhìn thử. Má ơi, nhìn cái con quạt, nhìn cái con pet đỉnh ghê quá vậy. Mình không biết cái con pet này luôn á. Phi đao thuật hả? Là pet của đao hả? Nói chung mình cũng không có hứng lắm. Mình nhìn mấy con này mình cũng không có phản ứng có thích lắm. Con này nhìn ngầu nè, con này như con rồng vậy đó, chân lông. Chân rồng nè, ngự kiếm thuật hả? Cái này là của kiếm hả? Hai trăm sát phần trăm sát thương. Quả cấp 1 tăng nhiều sát thương phết nè, tăng tới 250 nè. Mà sao kiếm được có 10 ta, 200 ta. Kiếm có vẻ không mạnh. Cả con lô lan này, không phải lô lan là của tiêu vào. Sao nó cộng có 190 ta. Lạ thiệt, sao có con chim này nó, sao cái sát thương hệ quả nó tăng nhiều dữ vậy ta. Nè, tới 250% sát thương luôn nè. Còn cái con quạt cấp 2 nó tăng tới 360 sát thương.
nọ không thấy ghi gì lắm. 300. Ủa quạt sao không biết tại sao cái chiêu quạt nó tăng nhiều sát thương dữ vậy ta. À để coi cái cộng hưởng vũ khí coi. Cộng hưởng vũ khí của quạt nó không có cộng hưởng, nó chỉ là đẩy lùi thôi. Ok, mình hy vọng là khi nào mà mình chắc tới ngày 7 mình sẽ quay thêm một lần nữa cái clip ngày 7 để lấy được cái quả trứng ha. Rồi quay thử coi bữa nó đi coi sao. Rồi bye bye, hẹn gặp mọi người ở 7 ngày sau.